Tuấn ở đây xin chào tất cả các bác. Hôm nay là 15 tháng 4 năm 2024 và bên em lại mới về thêm được một chiếc xe đạp thể thao, một chiếc xe Road, tức là dòng xe đạp tay lái cong đến từ thương hiệu Specialized rất nổi tiếng của Mỹ. Con này nó là Specialized Tarmac E-Line. Khung sườn của nó là khung sườn carbon các bác nhé. Những chiếc xe của Specialized thì cái khung sườn của nó rất là nhẹ, chạy rất là lướt. Đấy. Và trang bị ở trên xe thì đang sử dụng bộ group Shimano 2 đĩa 10 lít. Và cặp bánh của chiếc xe này thì đang sử dụng là cặp bánh của Campa, dòng Campa Sirocco 35 các bác nhé, bản cao 3,5 phân. Cái cặp bánh này lắp trên lên xe thì cảm giác là nó cũng khá là cân đối với chiếc xe các bạn. Đấy. Màu sắc chủ đạo con này nó là màu trắng phối với màu đen. Cái dòng chữ màu đen ở trên cái nền màu trắng này. Xe chính hãng được em mua từ bên Nhật nên là nó sẽ kèm theo một cái bộ hồ sơ giấy tờ như này. Đấy. Bộ hồ sơ giấy tờ như này thì các bác mua xe thì em sẽ kèm theo xe cho các bác luôn các bạn nhé. Đầu tiên thì em sẽ đi vào cái size xe của chiếc này để cho bác cùng tham khảo về cái chiều cao phù hợp. Con này size theo nhà xuất nó là size 52. Thì em sẽ đo cái kích thước thực tế cho các bác quan sát các bác nhé. Cái gióng ngang đo tâm của nó là 52cm này. Đo tâm 52. Rồi gióng đứng của xe đo từ đỉnh khóa cốt yên xuống. Đỉnh khóa cốt yên xuống tâm của BB nó là 50 các bác nhé. Và đo từ phần đỉnh của gióng ngang xuống thì nó là 46cm. Đó, đó là về cái size số của chiếc xe, size 52. Con này thì đồ của nó này. Đồ của nó thì là đang sử dụng đồ của Shimano. Đùi là Shimano Ultegra này. Màu bạc này. Quy đề sau Ultegra này. Đấy. Xích Ultegra này. Lip Ultegra này. Ngàm phanh trước sau cũng là của Ultegra các bác nhá. Yên xe thì yên zin theo xe này. Yên Edward, yên này là ông yên carbon luôn, đế gọng carbon luôn ạ. Đấy, yên rất khá giá trị. Phanh trước Ultegra. Và bộ tay phanh tay lắc thì là của 105 các bác nhá. Đấy. Con này thì tầm giá cũng rất là dễ chịu, rất là hợp lý để cho các bác chơi. Giá thì em bán trên 20 triệu một chút các bác nhá. Giá chính xác của con này. Chính xác con này em bán là 22 triệu. Đấy. Và giá này thì đã là giá cứng rồi các bác nhé. Các bác cân đối tài chính cho nó phù hợp với cái tầm tài chính của mình bỏ ra. Giá cứng là 22 triệu. Bác nào mà cảm thấy nó phù hợp thì các bác cứ thể có thể alo liên hệ với em Tuấn qua số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại em Tuấn đây. Số điện thoại em Tuấn là 0888391992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và ship hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác mua hàng ở xa thì yên tâm, em sẽ ship đến tận nơi các bác nhận hàng, kiểm tra đúng mô tả thì các bác mới phải thanh toán ạ. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết của con xe này. Con này là đời 2010 các bác nhé. Tính bây giờ nó là 14 năm rồi. Nhưng mà theo cái tầm theo cái quan sát của em ấy, một chiếc xe 14 năm tuổi mà nó giữ được cái vẻ đẹp như này cũng khá là ok các bác nhé. Khá là đẹp. Con này thì về các bác chỉ việc chạy thôi, không cần phải sửa chữa thay thế cái gì hết, cứ thế là chạy thôi. Em sẽ đi vào dàn đầu con này. Đầu con này thì ghi đông vô tăng là ghi đông vô tăng nhôm mà. Đấy, tay 105 các bác nhá, Shimano 105. Đấy, đây là những cái vết bẩn chút thôi. Tay bên này còn khá đẹp. Tay 105. Tay bên trái đây các bác nhá, tay bên trái thì có chảy xíu. Đây, có chảy một chút ở đây. Chảy ở cái phần nắp mạ đầu tay lắc này. Đầu xe logo của Specialized, Specialized thì chữ S này. Và đây là phần cụm phanh trước, cụm phanh Ultegra màu bạc các bác nhé. Càng trước bên phải ạ, có chảy xíu. Nói chung là khi mà các bác mua một chiếc xe đạp thể thao, nhất là những cái chiếc xe mà đã qua sử dụng ấy, thì các bác nên quan tâm về những cái điểm xấu của chiếc xe hơn là những cái điểm đẹp các bác nhé. Bởi vì là mua xe cũ thì mình sẽ quan tâm đến cái mức độ suy hao, tức là cái mức độ hao mòn qua thời gian. Đấy, nên là những cái video của em quay ấy, thì em sẽ quay cố gắng là quay chi tiết điểm nào điểm xấu xước ở trên chiếc xe là em sẽ quay rõ ràng luôn. Nói chung là người ta thì cứ xấu xe và đẹp thì khoe ra, nhưng em thì lại ngược lại. Em thì cứ chỗ nào xấu thì em sẽ mô tả chi tiết cho các bác luôn các bác nhá. Đấy, càng trước bên phải này, chỗ này có chảy nhẹ một xíu ở đây các bác này. Đấy. Chảy rất nhẹ thôi. Đùm trước đùm Campa. Đùm Campa hình cánh én này. Con này thì bánh chạy bạc đạn rồi, Campa Sirocco 35 chạy bạc đạn. Bản cao 3,5 phân các bác nhá. Campa Sirocco 3,5 phân. Các bác nếu mà mua cặp bánh này ở ngoài
Hiện tại theo giá thị trường thì các bác sẽ phải bỏ ra tầm khoảng 7 triệu, 7 triệu tới 8 triệu tùy hình thức. Đấy, cặp này em cái đánh giá là tầm khoảng còn tương đối đẹp thì nó phải rơi vào tầm khoảng 6 triệu rưỡi cho tới 7 triệu cho cặp bánh này. Thì các bác lời luôn, cặp bánh đẹp rồi, các bác về không phải nâng cấp nữa. Sirocco 35 Campa chính hãng của Italy các bác nhá. Mã cốt, mã vạch là có đầy đủ hết này, mã số này. Lốp xe thì cũng có gọi là có hao mòn, có thời gian rồi các bác nhá. Đây. Lốp thì nó cũng có những cái vết nứt răm, nứt nhẹ ở hai bên hông này. Có nứt nhẹ thôi, nhưng mà đây là cái đặc trưng của cái dòng lốp của Victoria. Victoria thì nó rất hay có cái hiện tượng là bị dặn dặn như này. Nhưng mà cái phần đỉnh lốp thì còn ngon các bác nhá, ngon này. Chạy ok không sao hết. Bác nào thích, các bác nào mà cần cẩn thận hơn thì các bác về các bác có thể thay, còn không thì các bác sử dụng bình thường không vấn đề gì hết các bác nhá. Dòng lốp của Victoria các bác cứ lắp thử mà xem. Một thời gian là nó sẽ bị dặn như này. Kể cả là lốp mới xong nó rất hay bị là cái kiểu dặn bên hông. Nên là các bác sử dụng bình thường không vấn đề gì hết các bác. Đấy, đỉnh lốp còn đẹp này. Đấy. Đầu xe đây là phần giống ngang các bác nhá. Giống ngang thì có dòng chữ Tamac Eli. Tem của hãng này. Khóa cốt điên của Petrolite. Cốt điên là cốt điên carbon các bác nhá. Cốt điên carbon và có phần giảm chấn. Cái này nó gọi là cái phần giảm chấn của hãng này. Nó là một cái vật liệu như ở silicon ấy. Trong suốt nhìn xuyên vào đúng luôn. Đây là cái phần giảm chấn của cốt yên. Yên xe là yên Edward. Yên Edward yên thì cũng có gọi là có cũ cũ qua thời gian. Qua có sử dụng nó có cũ rồi. Các bác nhá, sờn nhẹ. Gọng yên là bằng carbon này. Gọng carbon, đế carbon luôn. Đấy, yên cũng khá là giá trị. Đây, giống đứng, à giống ngang đây các bác nhá. Ta mắc trên này thì đỉnh giống ngang thì nó lộ vân. Các bác nhìn này, nó lộ vân carbon bên trong. Đấy. Chén cổ của Ken cũng là bằng carbon. Cái nắp chụp chén này. Đây là phần gióng chéo các bác nhá, gióng chéo dòng chữ Specialized màu đen ở trên cái nền màu trắng. Cái màu này là màu trắng ngà ngà chứ nó không phải trắng tinh các bác nhá. Trắng kiểu trắng sữa sữa chút chứ không phải trắng tinh đâu. Đấy, đây là gióng đứng ạ. Cũng đẹp các bác nhá. Hầu như là không có chảy xước. Tem của Specialized, tem của hãng này. Carbon của loại này nó là carbon 8R các bác nhá. Carbon 8R. Nó là phân khúc tầm trung thôi. Nhưng mà chạy rất là ngon, rất là nhẹ. Đây là phần cụm phanh ngàm phía sau, cụm phanh của Ultera 6700 này. Càng phía sau đây các bác nhá. Ngoài những vết xước răm rất là nhỏ ra thì hầu như là nó không có vết xước lớn nào cả các bác ạ. Đây này, nó có những vết xước răm rất là nhẹ thôi. Con này thì chủ người ta cũng rất là giữ gìn bởi vì là qua mười mấy năm mà nó vẫn còn giữ được cái độ mới như này cũng khá là ok rồi. 14 năm rồi các bác nhá. Đây là càng dưới này. Đấy. Đùi đĩa Ultegra, Shimano Ultegra Japan, gạt đĩa cũng là gạt đĩa Ultegra các bạn nhé. Đĩa này là đĩa 5239 các bạn. Thông số đĩa lớn 52, đĩa nhỏ 39. Đấy, đùi đĩa này thì bác nào chân khỏe một chút là chạy cũng khá là ok, các bạn không phải nâng cấp thêm đĩa nữa. Đĩa 52 là quá ngon rồi, đẹp đấy. Thông số đẹp. Đây là phần cùi đề sau, cùi đề của Shimano Ultegra có bẩn bẩn một chút do cái dầu mỡ ở trên lip này nó văng xuống các bạn nhé. Lip cũng là lip của Ultegra này. Lip Ultegra Japan. Đó. 6700. Xích cũng là xích của Ulte các bác nhá, xích Ulte này. Đấy. Shimano Ulte Japan. Bánh sau thì cũng như bánh trước, cũng là Sirocco. Sirocco 35 Mega G3. Lốp thì cũng bị nứt hông, hông cũng bị nứt răm nhẹ. Sử dụng bình thường không sao đâu các bác nhá. Đây là cái bệnh chung, tình trạng chung của những dòng lốp Victoria rồi. Bác cứ tham khảo những cái người khác dùng là các bác biết là cái bệnh chung của cái dòng Victoria nó hay bị nứt hông. Bánh sau thì sử dụng 3K1. Đấy, 3K1, 3K1. Bánh thì chạy thì bạc đạn, rất trớn, ngon.
bạc đạn ngon sớn các bác nhá. Em sẽ quay về cái phần mặt phía bên trái. Đây là mặt phía bên trái của chiếc xe. Con này nó có cặp bánh lắp vào nhìn trông cái xe nó khỏe hẳn á. Bên trái thì càng trước bên trái đây các bác nhá. Càng thì phía một cái mặt nửa bên này nó là màu đen này. Nửa bên này nó là màu trắng và cái phần màu đen thì nó sẽ lộ vân carbon ở bên trong. Đây là càng trước bên trái các bác nhá. Còn khá là đẹp. Em quay cũng khá là chi tiết đấy các bạn. Xấu đẹp ở chỗ nào là em cũng quay rõ luôn cho các bác ấy. Đây là gióng ngang này, phía bên trái này. Không có chảy xước. Và đây là gióng chéo các bác nhá. Bắt đầu chữ Specialized. Đùi bên trái này. Đùi bên tay ra. Những cái tem của hãng, thông số của hãng ở trên này. Gióng đứng. Gầm xe thì có số khung các bác nhá. Số khung và những cái thông tin chi tiết của chiếc xe thì nó nằm ở dưới này. Đây là phần càng ạ. Con này còn khá là đẹp các bạn. So với tầm giá thì quá là ngon rồi. Phanh Integra này. Những cái bộ phận như là đèn hậu này, đèn hậu và gọng nước, vê đan thì là em khuyến mại kèm theo cho các bác thôi các bác nhé. Còn xe nguyên bản về từ Nhật thì hầu như là nó sẽ không kèm theo phụ kiện đâu. Nó chỉ có xe mộc không thôi các bác nhé. Vê đan này, gọng nước, đèn hậu là em tặng khuyến mại kèm cho các bác và các bác về chỉ được sử dụng thôi. Còn hầu như ở Nhật về thì xe nó sẽ không kèm theo bất cứ một cái phụ kiện gì hết. Vừa rồi thì em đã quay chi tiết chiếc Specialized Tarmac E-Line. Đời 2010. Chiếc xe sườn carbon. Một thương hiệu khá là uy tín trong cái làng xe đạp thể thao. Và cái tầm giá thì cũng rất là hợp lý để cho các bác sử dụng các bác nhé. 22 triệu bao ship. Các bác đừng so sánh với những chiếc xe cao cấp. Các bác cứ so sánh bởi là cái xe cần tìm xe dây âm, rồi thì thương hiệu lớn, rồi phải ngon, nhưng mà giá lại phải rẻ. Thì không có đâu các bác nhé. Nó chỉ có giá hợp lý thôi chứ không có giá rẻ đâu. Xe bây giờ thì người ta cũng nhiều người bán mà số lượng người mua thì cũng không có nhiều. Nên bây giờ thì giá nó chỉ có hợp lý thôi. Hợp lý là các bác chốt các bác nhá. Em nghĩ là cái tầm giá của con này cũng khá là hợp lý để cho các bác sử dụng. Đấy, bác nào mà quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em Tuấn HD. Có số điện thoại 0888 391992. Em xin kết thúc video. Xin chào tất cả mọi người.